Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tiếp tục một chuyến hàng về nữa để phục vụ các quý khách hàng gần xa chuyên muốn xẻ những cái cây gỗ lim to để có thể làm cột nhà, làm câu đầu, làm kèo, rồi xây dựng nhà cổ, nhà gỗ. Chất liệu là 100% gỗ lim Nam Phi nhập khẩu. Và vanh cây tròn lần này cũng sẽ vẫn là những cái vanh cây tròn rất là lớn, vanh tầm từ 300 cho đến 320, 350, 380 và có một vài cây có vanh lên tới 420 và 480. Như vậy là các bạn có thể xẻ được cột nhà mà không có bị ruột, không có bị rác, lên tới đường kính khoảng 30 đến 35 phân là phục vụ được hết tất cả các quý khách hàng nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đó là những cây lim rất là dài. Như vậy là mọi người có thể đáp ứng nhu cầu của mọi người là xẻ cột dài lên tới 3,5m, 4m, 5m, 5,5m luôn. 3, 6, 3. Bởi vì cái này là ở cửa hàng là hoàn toàn có thể cắt theo số đo rất mong muốn, chứ không phải các bạn phải mua cả cây. Đó, để có thể chi tiết các bạn liên hệ với các anh Công theo số điện thoại 0912190886 tại bãi gỗ Quang Chiến. Đây mọi người nhìn thấy Vân quay từ xa view cho các bạn xem. Những cái cây gỗ được hàng về rất là thẳng, rất là luộn và trông trên màn hình như này thôi. Chứ vanh nó to lắm, các bạn nhìn thấy người đứng gần và cao, người với là cây đứng cao gần như nhau ấy, tức là đường kính nó rất là lớn đúng không ạ? Vâng, thì mọi người đừng bỏ qua cái video này nhé. Rất là nhiều cây gỗ to phục vụ các khách hàng xây dựng nhà cổ hoặc là mua chiếu để làm chiếu mặt chiếu sofa, mặt bàn sofa là đều có thể có hết mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video lần sau ạ.